Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov ngày 25 tháng 4 cho biết, các lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 15 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông Konashenkov, các đơn vị tấn công của Nga tiếp tục hoạt động tích cực để đẩy lùi các lực lượng Ukraine ở phía tây Bakhmut, trong khi lính dù và máy bay chiến đấu ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm triển khai lực lượng dự bị tới thành phố. Ở hướng Donetsk, các đơn vị tấn công tiếp tục hoạt động tích cực để tiêu diệt đối phương ở phía tây thành phố Artyomovsk. Lực lượng đổ bộ đường không, lực lượng tác chiến chiến thuật và lục quân đã hỗ trợ trực tiếp cho các đội tấn công trong việc chiếm thành phố và ngăn chặn nỗ lực của Ukraine cố gắng triển khai lực lượng dự trữ tới đây. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bên cạnh đó, thì lực lượng pháo binh của nhóm tác chiến miền Nam đã tấn công quân đội Ukraine gần các khu định cư Bodanovka, Krasnoye, Stupochi ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hiện Ukraine chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố của Nga. Nhưng cùng ngày, thì cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố video cho thấy một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tổ hợp giám sát của Nga ở bờ đông sông Dnipro tại Kherson. Trong thông báo trên Telegram, Ukraine cho biết cuộc tấn công đã phá hủy một mục tiêu tại nhà máy thủy điện Kakhovka và loại bỏ một trạm quan sát của Nga.